Thưa quý vị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây thảo luận về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất chia giấy phép lái xe thành 15 hạng với nhiều thay đổi so với quy định hiện hành. Trong đó, giấy phép lái xe sẽ không còn hạng A4, hạng B1 và B2 mà sẽ được đưa về cùng hạng B. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng quy định điều khoản chuyển tiếp. Đó là giấy phép lái xe cấp trước khi luật này có hiệu lực thi hành sẽ được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên giấy phép lái xe. Việc chuyển đổi hạng giấy phép lái xe chỉ thực hiện đối với sát hạch, cấp mới và các trường hợp cấp đổi cấp lại. Theo đó, với những thay đổi này, giấy phép lái xe sẽ bao gồm các hạng sau. Hạng A1, cấp cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh đến 125 phân khối hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW. Hạng A, cấp cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh trên 125 phân khối hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Hạng B1, cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Hạng B, cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg. Các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B có kéo theo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của xe rơ móc đến 750 kg. Hạng C1, cấp cho người lái xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng, có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg đến 7.500 kg. Các loại xe ô tô tải theo quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 có kéo theo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc không vượt quá 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B. Hạng C, cấp cho người lái xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng, có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg. Các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C có gắn kèm rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1. Hạng D1, cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 8 chỗ đến 16 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 có kéo theo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C. Hạng D2, cấp cho người lái xe ô tô chở người, kể cả ô tô buýt, trên 16 chỗ đến 29 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 có kéo theo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1. Hạng D, cấp cho người lái xe ô tô chở người, kể cả ô tô buýt, trên 29 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Xe ô tô chở người giường nằm. Các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D có kéo theo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2. Hạng BE, cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B khi kéo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc trên 750 kg. Hạng C1E, cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 khi kéo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc trên 750 kg. Hạng CE, cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C khi kéo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc trên 750 kg. Xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ móc. Hạng D1E, cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 khi kéo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc trên 750 kg. Hạng D2E, cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 khi kéo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc trên 750 kg. Hạng DE, cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D khi kéo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc trên 750 kg, xe ô tô chở khách nối tòa. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.